Đạt ơi, con ngoại nó không bay nè Đạt ơi. Trời ơi nhóc chân. Đây, ta nghe hai em nha. Hai Dương chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Dương đi bẫy còi nha cả nhà ơi. Đi chung với em, với em trai em Đạt của mình nha. Em Đạt mình đang đứng sau lưng cả nhà. Đâu tiêu rồi em trai. Đâu rồi, bước vô hình chào cả nhà coi. Đây, em trai mình đây các bạn. Quá. Thì anh em mình ra ruộng cái cánh đồng này bẫy còi nha. Giờ thì cũng 5 giờ mấy rồi. Giờ mình chuẩn bị xuống bẫy nha cả nhà ơi. Rồi mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Chuẩn bị lấy cái thiết bị để mà bẫy còi nha. Lấy ra đem này. Đây cả nhà ơi, thì cái này là cái keo nha. Rồi mấy anh em mình giờ này là để chừng nữa không ta? Chừng nữa đó. Mình ra mình cầm cò luôn nha cả nhà. Để mình coi cái giạc nào không đây. Thôi ngay góc rồi luôn đi, khúc này nó cũng đông đông cỏ nè. Nào đem chạy. Đây đi. Nó nén đầu rồi. Nhìn lên trời. Rồi cả nhà ơi, cò mình cũng cắm xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cắm cái keo để mình dẫn dụ nó xuống là nó dính bẫy nha. Đây, em trai cắm trước đi. Trời sáng rồi đó. Rồi, bây giờ tới mình cắm nè. Tranh thủ lên đi, nó sẽ sáng rồi, nó xuống rồi đó.
lắm luôn, mà sáng luôn à. Ăn hết rồi đó. Rồi. Đây ba trên trời có một bầy cò khó con này. Anh thấy là tương lai xuống đó, nó dạo dạo đó đạt thôi. Nó thấy không? Dạ. Gì vậy? Không có thu hút gì mà. Ok. Ở dưới này đậu lên con nè. Kìa kìa kìa, đằng kia nó bay lại kìa kìa. Đó. Đó nó con đó, đó. Đó. Nó xuống đó. Đó, đó. Vô vô rồi, vô rồi. Dính rồi đó, con nó dính rồi đó. Kìa đó, vô luôn, vô luôn. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Từ 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 giờ con kia nó xuống cái đó. Không con rồi. Rồi rồi rồi, mình đi gá bắt được em ơi. Vô rồi bạn ơi. Điên này luôn nè, đạt điên này luôn đạt. Điên này luôn. Mấy con, hai con luôn đó. Đây các bạn ơi, mình ở đây mình thấy cỏ xuống dính nè, dính đi các bạn. Để em chăm từ trước. Dính rồi. Hả? Dính, bay đâu bay? Dính rồi kìa. Hả? Bay hai ba con kệ nó, mình bắt con, dính con nào bắt nó. Ê, nó bay lên bờ kìa, lẹ đi. Hai con, còn hai con. Lúng không? Các bạn ơi, có thành quá rồi. Con, ơi, con kia nó dính nó bay đi xa kìa, dí theo. Còn một con ở trong, bắt con ngoài trước rồi Đạt ơi, con ngoài nó không bay rồi Đạt ơi, trời ơi nhóc chân luôn, trời ơi xuống nhóc chân luôn, bắt con ngoài trước Đạt ơi, em giết con đó đi, em bắt này, quá trời xuống rồi, con trai mình, mình riêng con kìa. Hai bạn, anh con. Em bắt con này ăn đặc. Đặc kia bắt con kia. Sao mà Đạt, sao rồi? Lẹ đi em ơi. Chín không? Rồi lẹ vô, lẹ vô. Rồi lẹ vô em ơi. Giết vô chơi xuống. Mỏ vàng không mỏ đen? Nó mỏ vàng không mỏ đen? Mỏ vàng hay đen? Mỏ vàng á. Mỗi vàng hả? Mỗi vàng con nói im á. Đây các bạn ơi. Tranh thủ vô em ơi, tranh thủ vô em ơi. Nó mệt hả? Đây, đây các bạn ơi. Em trai mình cũng cùng dí dính này ha. Cầm cái keo đó vô luôn em ơi, cầm keo vô luôn. Vô vô mình sửa cái keo lại, hồi mình ra mình cắm thêm vô. Cái này dính, con này dính 4 5 6 cây luôn. Này dính mấy ngoài. Nên nó chạy khỏi. Nó chạy khỏi hả? Rồi. Ô, con này con này. Ừ. Đây. Hai nghe hai em nha. Chạy mà như chó luôn. Banh hai banh rồi nữa, banh rồi nữa được bự luôn, ừ, ừ. Thở vậy, bỏ sao mà, quá sao mệt à, nhắc cái đầu trước, hay nhắc cái đầu vô trước, nó bấu rồi, nhắc cái đầu vô trước đi,
thở thở nhung khen nha. Nè nhặt đầu chứ đó, đến gớp này dính ba cây mà bay gì đó trời. Ôi con này bự á. Mập ghê. Ừ. Bây giờ nó lôi cây chạy cây. Con nào vậy? Nó bự, con này bự ghê luôn ạ. Rồi, cho mình sửa. Mình nhìn nó ra đây. Nó xuống 4 năm con luôn mà do cái cây mình ít quá. Nó rớt ngoài. Thì mấy anh em mình giờ là 7:30 rồi. Giờ mình về mình đi test cái rồi mình cho nên là mình phải cuốn sớm nha, thôi là mình để tới chiều luôn á. Ngày mai mình sẽ quay tiếp, mình đi tới chiều luôn các bạn. Hai con giờ mấy anh em mình về cái nhà, tại vì mình về mình có một việc nữa rồi. Bye bye cả nhà nha.